cùng bạn đọc sách xin chào các bạn và các em. Mời các bạn và các em theo dõi phần tiếp theo của tập truyện ngắn Giấc mơ nơi thiên đường của tác giả Nghiêm Vũ Thu Loan. Truyện ngắn Thế giới của con. Là vui sướng hay khổ đau, là ánh sáng hay bóng đêm, là ảo giác hay hiện thực, trong khoảnh khắc của ngày hôm ấy, con đã chẳng thể nhận ra. Khắp thế gian này, có nơi nào cho tội lỗi và niềm hạnh phúc cùng tồn tại? Nếu như có thể, con nguyện ước rằng, dù chỉ một lần thôi cũng được, con có cơ hội trở thành một đứa trẻ ngoan. Ánh sáng trong gần của một buổi sớm ban mai chiếu vào mỗi góc của căn phòng khiến cho không gian nhỏ bé ấy càng thêm ấm áp. Bên bàn học, Minh Hoàng đang chuyên chú ôn bài. Từng con chữ trên mặt vở thơm mùi giấy mới dần hiện lên nhờ ngòi bút của một cậu học trò chăm chỉ, như cũng được phủ một lớp nắng lung linh mộng ảo. Ngắm nhìn cậu con trai của mình đang cẩn thận làm bài, trong đôi mắt người bố không che giấu được niềm yêu thương cùng tự hào. Cứ chốc ông lại cúi xuống xem bài làm của con, chỉ cho nó những chỗ còn chưa thật chính xác, rồi lại nở nụ cười hạnh phúc. Mà Minh Hoàng mỗi lần được bố hướng dẫn như vậy, cậu đều cảm thấy rất vui. Trong lòng cậu, khắp thế gian này không có ai vĩ đại như bố. Có nhiều bài tập cậu thấy khó ơi là khó, thế nhưng bố chỉ cần ngó qua một lần là đã giải đáp được ngay. Bố chính là người hùng, là thần tượng của cậu. Kiểm tra lại kết quả bài làm lần nữa, rồi Minh Hoàng mới đặt bút xuống, hướng ánh mắt với ý cười trong veo về phía bầu trời xa xa. Cậu thấy nắng sớm tinh khôi, chan hòa trải khắp muôn nơi. Rồi cậu quay sang nhìn bố, mang theo một chút rụt rè, một chút băn khoăn. Cậu khẽ hỏi: nếu như trong cuộc thi học sinh giỏi môn vật lý quốc gia, con không đạt giải thì sao ạ? Trên gương mặt còn vương nhiều nét non nớt của cậu thiếu niên là sự bất an khó có thể che giấu. Không phải cậu hiếu thắng, cũng không phải cậu sợ bị trách mắng, mà chỉ là cậu luôn luôn nghĩ rằng mình làm chưa đủ tốt. Cậu muốn những người thân yêu nhất của cậu sẽ tự hào về cậu. Cậu không muốn họ buồn, họ thất vọng về cậu, dù chỉ là một chút. Bố không trả lời ngay, mà cứ im lặng nhìn cậu. Dường như là bố đang thử lòng kiên nhẫn của cậu vậy. Nhưng chính giây phút Minh Hoàng không thể đợi thêm nữa, thì đằng sau đã vang lên tiếng nói dịu dàng của mẹ. Đối với bố mẹ, con học như vậy là rất tốt rồi. Không được giải cũng không sao cả, con không cần cảm thấy áp lực. Từ phòng bếp, mẹ bước lại phía hai bố con, khóe môi mẹ thấp thoáng nụ cười hiền dịu bao dung. Trên bậu cửa sổ, nắng vàng khẽ vuốt ve những cánh hoa tươi. Minh Hoàng thấy nụ cười của mẹ ấm áp như ánh nắng tuyệt vời kia, từng chút vỗ về trái tim chưa trưởng thành của cậu. Lúc này, bố mới lên tiếng. Bố vừa đưa tay cốc lên trán cậu một cái, vừa nói: sao thế, không tự tin như vậy ư? Minh Hoàng hơi cúi đầu, cậu không biết nên đáp lời bố thế nào. Đằng sau lời nói vui đùa của bố, cậu vẫn nghe ra ẩn chứa ở trong đó là cả một niềm tin tưởng tuyệt đối. Trong khoảnh khắc này, Minh Hoàng chợt nhận thấy cậu là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời. Có được một gia đình như thế, sao không cảm thấy hạnh phúc cho được? Càng như vậy, cậu càng phải thêm cố gắng. Cậu nhất định sẽ mang thật nhiều niềm vui về với ngôi nhà này. Nghĩ đến đây, Minh Hoàng lại cầm bút lên, chuẩn bị tiếp tục học bài. Cậu đã thầm hứa trong lòng là cậu sẽ trở thành một đứa con xuất sắc. Thấy con trai lại sắp sửa ngồi học, bố vội lên tiếng: con nghỉ một chút đã, xem mẹ con chuẩn bị gì cho con kìa. Có một đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện, bậc làm cha mẹ, ai lại không cảm thấy vui sướng cùng tự hào. Thế nhưng thấy con ngày ngày vùi mình bên những trang sách, dần dần đánh mất đi tuổi thơ của chính mình,
sao họ lại không cảm thấy đau lòng cho được. Nghe lời nói của bố, Minh Hoàng lúc này mới nhận ra trên tay mẹ còn có một khay đồ ăn. Tất cả đều là những món mà cậu thích nhất. Minh Hoàng nở nụ cười ngây ngô với mẹ. Trong lòng cậu cảm thấy ngọt ngào, tựa như ăn mật vậy. Chiếc bút lại được đặt về chỗ cũ. Cậu đưa tay đón lấy chiếc khay từ mẹ. Trong khoảnh khắc ấy, không gian, thời gian chợt như vỡ tan ra. Chiếc khay mang theo tình yêu thương của mẹ trượt khỏi bàn tay đang đón đỡ của cậu, rơi thẳng xuống nền đất bẩn. Minh Hoàng cứ ngây ngô nhìn về phía trước. Đôi mắt cậu dại đi, và rồi cậu nhận ra tất cả những hình ảnh ấm áp tuyệt vời kia chỉ là ảo ảnh mà thôi. Trong lòng cậu chợt trào lên sự đau xót cùng tiếc nuối. Lượng ma túy cậu hút hôm nay đã hết tác dụng. Đã không còn nữa ngôi nhà hạnh phúc với những ân cần quan tâm của bố và sự dịu hiền bao dung của mẹ. Cũng không còn nữa hình ảnh cậu học trò miệt mài bên trang sách cùng ý cười trong veo nơi đáy mắt. Giống như hoa tươi vĩnh viễn chỉ thuộc về những ngày nắng đẹp. Một khi mưa gió kéo về, hoa kia chỉ có thể bị vùi dập đến nát tan. Không còn tác dụng của chất kích thích, Minh Hoàng phải trở lại với thực tại đớn đau. Giữa căn phòng vắng lạnh, tối tăm, cậu ngồi vật vờ lẫn với đống hỗn độn ngổn ngang sách vở và quần áo bị vò nhầu rồi vứt tứ tung. Đôi mắt cậu đỏ ngầu vằn lên tơ máu, hậu quả của thuốc phiện cùng nhiều đêm bỏ nhà đi chơi. Làn da cậu tái nhợt, tựa một kẻ mắc bệnh nặng lâu ngày. Mái tóc thì dựng ngược lên trời, chỗ bị cạo trọc, chỗ chỉ còn lưa thưa vài sợi. Gương mặt căng căng vô hồn với những vết xăm khủng khiếp, trông cậu như một thằng du côn bất cần đời lang thang ngoài phố. Nào có giống với cậu thiếu niên ngây ngô rụt rè, nhưng lại có những khát vọng hoài bão tươi sáng trong cơn say thuốc khi nãy. Từ bao giờ mà cậu lại trở thành một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ như thế? Minh Hoàng cũng không còn nhớ nổi nữa. Là từ khi bố mẹ không tham gia cuộc họp phụ huynh học sinh vào cuối năm, hay là từ khi cậu giành danh hiệu học sinh xuất sắc nhất trường mà không nhận được một lời khen ngợi khích lệ của bố mẹ? Là từ khi cậu sốt cao gần 40 độ, bị vứt nằm đơn độc trong bệnh viện lạnh lẽo? Hay từ khi trong ngày sinh nhật phải thổi nến một mình? Là từ khi cậu phạm lỗi bị thầy giáo gọi phụ huynh tới trường nhưng bố mẹ đều không tới? Hay từ khi ba người sống dưới cùng một mái nhà mà có tới vài tuần chẳng gặp nhau? Thời gian năm tháng đẩy đưa, bất chi bất giác đã có nhiều chuyện xảy đến như thế. Từ một đứa trẻ ngoan ngoãn giỏi giang, Minh Hoàng đã trở thành một thiếu niên ngổ ngáo, bất cần. Là bố mẹ cậu bức cậu, là hoàn cảnh bức cậu, hay tất cả là do cậu quá yếu đuối không có đủ bản lĩnh để chống trả khi đứng trước sự cám dỗ chết người của ma túy? Cậu cũng không biết, mà cũng chẳng cần phải biết nữa. Lý do dù là gì thì đến ngày hôm nay cũng không còn là vấn đề quan trọng. Cậu chỉ cần nhớ một điều rằng cậu có tiền, có rất nhiều tiền. Tất cả đều là bố mẹ cho cậu. Bố mẹ cậu dùng tiền để bù đắp cho những thiếu sót, những sai trái họ gây ra trong cuộc sống của cậu. Có lẽ đối với họ thì làm bố làm mẹ cũng chỉ cần cho con cái được hưởng những điều kiện vật chất tốt nhất đã là quá đủ rồi. Thế nhưng một thiếu niên chưa lớn như cậu thì cần nhiều tiền để làm gì cơ chứ? Dĩ nhiên là để tìm niềm vui, tìm sự hạnh phúc. Nhưng nếu gia đình cũng không thể mang tới hạnh phúc cho cậu thì cậu có thể tìm thấy nó ở đâu đây? Là ma túy. Chỉ có ma túy mới có thể mang đến cho cậu sự vui sướng tột cùng như thế. Nghĩ đến đây, từ nơi sâu thẳm của tâm hồn cậu lại dâng trào lên một nỗi khát khao mãnh liệt. Hình ảnh thứ thuốc bột màu trắng thần kỳ kia lại như ẩn như hiện trước mắt. Nếu như cậu trích thuốc một lần nữa, có phải là cậu sẽ lại được chìm vào cơn say khi nãy với những khoảnh khắc ngất ngây tuyệt vời? Cậu còn nhớ, ở thế giới đó, cậu còn rất nhiều bài tập chưa làm, rất nhiều ước mơ dự định chưa thực hiện.
Bố đang đợi cậu giành giải nhất trong cuộc thi học sinh giỏi môn vật lý cấp quốc gia. Cậu sẽ có cơ hội được làm một đứa con ngoan hơn, xuất sắc hơn, hiếu thảo hơn. Và mẹ sẽ chuẩn bị cho cậu rất nhiều những món ăn ngon. Những món ăn cậu sẽ vĩnh viễn không được nếm thử ngoài đời thực. Lần này nhất định cậu sẽ cẩn thận. Cậu sẽ nắm thật chặt chiếc khay đó. Cậu sẽ không để cho những yêu thương của mẹ rơi khỏi tầm tay. Thế nhưng cậu lại không thể. Hôm nay ở trường của cậu tổ chức hoạt động ngoại khóa. Học sinh và phụ huynh sẽ cùng tham gia. Tất cả sẽ được nghe chuyên gia tư vấn nói về sự nghiệp, tương lai của các học sinh và còn có rất nhiều những trải nghiệm thú vị khác nữa. Bố mẹ đã hứa lần này bố mẹ sẽ nhất định tới. Biết đâu, sau ngày hôm nay bố mẹ sẽ quan tâm cậu hơn, yêu thương cậu hơn. Vậy nên cậu mới không thể bỏ lỡ. Trong sân trường, bầu không khí lúc này đang vô cùng náo nhiệt, hòa với ánh nắng mới dịu nhẹ là nụ cười tươi sáng của những cô cậu học trò. Đi bên cạnh những thiếu niên thiếu nữ tràn đầy sức sống thanh xuân ấy là bố mẹ của họ. Tất cả mọi người đang trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Các bậc phụ huynh thì trao đổi với thầy cô giáo về tình hình học tập, về tương lai của con trẻ. Có lẽ cũng vì sự có mặt của bố mẹ nên những cô cậu học trò vốn thường ngày vô cùng nghịch ngợm, vô cùng tinh quái, hôm nay bỗng trở nên ngượng ngùng và ngoan ngoãn đến lạ. Giữa tất cả những cảnh tượng hân hoan ấm áp ấy, duy chỉ có Minh Hoàng vẫn lẻ loi, đơn độc một mình. Bố mẹ của cậu chưa tới, cậu thấy mình trơ trọi và đáng thương trong mắt người khác. Những đứa bạn thân thường ngày cùng cậu quậy phá, cùng cậu làm biết bao nhiêu chuyện xấu, nay lại nhìn cậu xa lạ. Thậm chí, cậu còn đọc được trong ánh mắt của chúng chứa đầy sự chế nhạo và xem thường. Vậy mà hàng ngày, chúng còn nói là chúng ngưỡng mộ cậu, chúng ao ước có được gia thế của cậu. Mà cũng phải thôi, tiền bạc cùng sự hung hăng trong những cuộc chơi bất tận thì có tác dụng gì trong hoàn cảnh này chứ? Các thầy cô giáo, người thì nhìn cậu với ánh mắt ghét bỏ, người lại thương hại cậu. Những phụ huynh khác không ngừng chỉ trỏ vào cậu, bàn tán xôn xao về cậu. Minh Hoàng muốn chạy trốn, cậu không muốn ở lại nơi này dù chỉ là một giây. Nhưng cậu không thể đi, bố mẹ còn chưa tới. Bố mẹ đã hứa là bố mẹ sẽ đến với cậu. Cậu nhất định phải đợi đến khi bố mẹ tới mới thôi. Như vậy, cậu sẽ không phải chịu đựng tất cả một mình nữa. Cậu cũng sẽ có bố mẹ ở bên. Sự quan tâm và tình yêu thương của bố mẹ dành cho cậu sẽ cho tất cả mọi người ở đây biết rằng cậu không phải là đứa trẻ cần họ thương hại hay phải cảm thấy chán ghét. Thế nhưng, có lẽ cả cuộc đời này, Minh Hoàng cũng không đợi được đến cái khoảnh khắc hạnh phúc chân thực đó. Tiếng chuông báo có tin nhắn vang lên. Minh Hoàng run rẩy lấy chiếc điện thoại từ trong cặp sách ra, nơi trái tim cậu trào lên một nỗi bất an. Bố mẹ hôm nay có cuộc họp đột xuất ở công ty nên không tới trường con được. Bố mẹ đã gửi một số tiền nữa vào tài khoản của con rồi. Con cứ rủ vài đứa bạn thân đi chơi cho thật vui nhé. Bố mẹ yêu con. Minh Hoàng đứng chết lặng, đăm đăm nhìn vào những dòng chữ trên màn hình. Những dòng chữ ấy giống như bàn tay vận mệnh một lần nữa dập tắt những hy vọng của cậu, nghiền nát trái tim cậu. Như vậy mà gọi là yêu sao? Nói yêu cậu, vì sao lại không tới với cậu? Chỉ là một cuộc họp thôi mà. Tại sao từ trước tới giờ cậu lúc nào cũng không quan trọng bằng một cuộc họp? Chiếc điện thoại dần dần trượt khỏi những ngón tay đã trở nên lạnh băng. Minh Hoàng thẫn thờ bước về phía trước. Vang bên tai cậu là âm thanh của những lời xì xào bàn tán. Thằng kia định đi đâu vậy nhỉ? Sao hôm nay bố mẹ nó không tới? Trông như cái thằng đầu trộm đuôi cướp. Thằng đó là học sinh cá biệt của trường con. Bố mẹ cấm con giao du với nó. Như cái thằng không có giáo dục vậy. Loại như nó thì sau này chỉ có thể đi phá hoại xã hội. Minh Hoàng cười chua xót. Thì ra đây là sự thật mà lâu nay cậu vẫn trốn tránh. Những lời nói bố mẹ nó hôm nay không tới
trông như thằng đầu trộm đuôi cướp, học sinh cá biệt, con nhà không có giáo dục, chỉ có thể phá hoại xã hội, vân vân. Như ma chú quẩn quanh trong đầu cậu, có xua thế nào cũng không tan. Không, đó không phải là cậu, chắc chắn không phải là cậu. Bọn họ thì hiểu gì mà nói. Cậu có một gia đình hạnh phúc, bố mẹ rất yêu thương cậu. Cậu là một đứa con ngoan, cậu có lý tưởng, có tương lai tươi sáng. Bọn họ không biết là cậu đang đi đâu, làm sao mà họ biết được chứ? Cậu đang về nhà, đang về nhà, về với vòng tay ấm áp thương yêu của bố mẹ, về với nơi mà cậu có thể trở thành một đứa trẻ ngoan. Khóe môi bất giác lại cong lên thành một nụ cười không rõ là vui sướng hay chế giễu. Trong phòng riêng, Minh Hoàng dùng hết tất cả lượng thuốc còn lại cùng một lúc. Cậu như một kẻ mộng du lảo đảo, thẫn thờ bước về phía cửa sổ. Ánh nắng ngoài xa trong ngần thanh khiết, tựa như ánh nắng ở thế giới kia. Một cơn gió hạ thổi qua, muôn vàn cánh hoa lung linh từ những cành lá biếc xoay tròn trong không trung. Minh Hoàng tựa đầu bên song cửa. Cậu say đắm ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên. Tại khoảnh khắc này, cậu đã không còn phân biệt được đây là thật hay là mơ. Đôi mắt cậu mỗi lúc một dại ra, mỗi lúc một thẫn thờ, rồi từ từ khép lại. Một giọt nước mắt chậm chậm lăn trên má. Đó là giọt lệ cậu khóc cho sự nuối tiếc, sự ân hận và cả sự oán giận. Thế nhưng bờ môi tái nhợt lại đang nở nụ cười sán lạn. Gương mặt cậu an tường như đang say giấc, cậu lại được về nhà. Ngoài kia, nắng vẫn trong veo, tựa đáy mắt của cậu thiếu niên miệt mài bên trang sách hôm nào. Ngày, tháng, năm. Hôm nay, con nhận được danh hiệu học sinh xuất sắc. Bố mẹ có vui không? Cô giáo của con nói rằng, con cái chính là niềm tự hào của bố mẹ. Con nhất định khiến cho bố mẹ tự hào về con. Ngày, tháng, năm. Hôm nay, con được học tiết đầu tiên của môn mới, đó là môn vật lý. Con thấy rất thích vật lý. Nếu sau này con trở thành một nhà khoa học nghiên cứu về những hiện tượng thiên nhiên, thì bố mẹ có vui không ạ? Ngày, tháng, năm. Hôm nay là ngày tổng kết năm học ở trường con. Bố mẹ của các bạn con ai cũng tới. Sao bố mẹ lại không tới ạ? Tuy con rất buồn, nhưng con sẽ không trách bố mẹ. Con biết bố mẹ luôn yêu con nhất mà. Ngày, tháng, năm. Ở trong bệnh viện, con cảm thấy rất sợ, thực sự rất sợ. Sao bố mẹ mãi không tới với con? Ngày, tháng, năm. Hôm nay là sinh nhật con. Bố mẹ cho con nhiều tiền như vậy để làm gì? Con chỉ muốn bố mẹ ở nhà cùng con ăn một bữa cơm thôi. Lẽ nào điều đó lại khó đến thế sao? Ngày, tháng, năm. Con đã thực sự giành giải nhất trong cuộc thi học sinh giỏi vật lý toàn quốc. Vậy mà con lại chẳng thấy bố mẹ vui vẻ gì hết. Hay là bố mẹ không cần con là một đứa con xuất sắc? Ngày, tháng, năm. Bố mẹ, đã mấy tuần rồi con chưa được gặp bố mẹ. Con rất nhớ hai người. Con có rất nhiều chuyện muốn kể cho hai người nghe. Ở lớp, bạn con mắc lỗi, thầy chủ nhiệm liền mời bố mẹ bạn ấy tới trường gặp mặt. Nếu con mà phạm lỗi, có phải cũng như vậy không? Nếu thế thì con có cách để gặp bố mẹ rồi. Ngày, tháng, năm. Bố mẹ, vì sao con đã dùng ma túy mấy tuần rồi mà bố mẹ cũng không phát hiện ra? Con không sợ bố mẹ phạt con không sợ bố mẹ đánh con, nhưng con sợ sự vô tâm, sợ cảm giác đơn độc. Con chỉ muốn có một lý do để quay đầu, để con biết con sai rồi. Bố mẹ vẫn rất thương yêu con. Từng dòng nhật ký như thanh âm của thời gian đang thì thầm kể lại cho bố mẹ Minh Hoàng nghe tất cả những tình cảm, những niềm khát khao cùng những ủy khuất của cậu trong suốt ngần ấy năm. Nước mắt của họ không ngừng tuôn rơi, nhưng họ còn có thể làm gì đây? Tất cả đã là quá muộn. Họ sai rồi, sai thật rồi. Họ cứ nghĩ đối với Minh Hoàng
thì chỉ cần cho cậu một cuộc sống đầy đủ như thế là quá đủ. Nhưng đứng trước nỗi đau cùng những khao khát của cậu, cái mà họ cho là sự quan tâm lại trở nên nực cười và tầm thường biết bao. Thậm chí là khi phát hiện ra cậu chết vì sốc thuốc, hai người tuy có cảm thấy mất mát và đau đớn, nhưng nhiều hơn lại là sự bất ngờ. Họ không thể tin được con trai của mình là một kẻ nghiện hút, không tin là cậu có thể mang tới cho gia đình một nỗi xấu hổ lớn đến vậy. Mãi cho tới khi tìm được cuốn nhật ký này, họ mới nhận ra là mình đã vô tâm và thiếu trách nhiệm nhiều như thế nào. Nhưng dù có ân hận, dằn vặt hơn nữa thì được gì? Họ đã không còn có cơ hội để bù đắp sai lầm. Minh Hoàng của họ, đứa con ngoan ngoãn, giỏi giang của họ đã rời xa họ rồi. Cậu đã đến một nơi mà họ vĩnh viễn không thể tìm về. Trong căn phòng nhỏ bé được ánh mặt trời rực rỡ bao phủ, Minh Dương đang vui vẻ ngồi ăn bánh ngọt cùng bố mẹ. Đây chính là món ăn mẹ làm mà cậu thích nhất. Mỗi lần được điểm 10, mẹ lại làm cho cậu khiến cậu cảm thấy rất vui. Mẹ nói đó là phần thưởng cho sự cố gắng của cậu. Nhìn cậu con trai bé bỏng cười đến híp mắt lại, gương mặt tròn tròn đáng yêu vì ham ăn mà dính đầy bụi bánh, trong lòng hai người lớn cũng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Đây là đứa con mà họ có được sau mười mấy năm kể từ khi Minh Hoàng ra đi. Trong suốt thời gian đó, không có giây phút nào họ không cảm thấy áy náy. Những ngày thiếu vắng Minh Hoàng càng khiến họ nhận ra sự tồn tại của cậu có ý nghĩa với cuộc sống của họ như thế nào. Mãi cho tới khi Minh Dương chào đời, họ mới cảm thấy được an ủi. Tuy rằng họ đã không thể bù đắp cho Minh Hoàng, nhưng họ sẽ không để cho Minh Dương phải trải qua những ngày tháng đau khổ như cậu. Họ sẽ biến tất cả những giấc mơ về một gia đình hạnh phúc của cậu trở thành những cảm giác thực sự trong cuộc đời Minh Dương. Mẹ ơi, lần trước bố bảo là anh Hoàng cũng thích ăn bánh mẹ làm, có đúng như vậy không ạ? Người mẹ nhìn đứa con trai hồn nhiên của mình, không hiểu sao nó tự nhiên lại đặt câu hỏi, nhưng bà vẫn gật đầu rồi khẽ lên tiếng. Có lẽ là anh con cũng thích. Thực ra, làm sao mà bà biết được là Minh Hoàng có thích hay không? Bởi lẽ là bà đã làm bánh bao giờ cho cậu đâu mà biết. Nhưng Minh Dương lại không hiểu hai từ có lẽ trong lời nói của mẹ có ý nghĩa là gì. Cậu vui vẻ hỏi tiếp. Mẹ có thể kể cho con nghe mọi thứ về anh được không? Trong ánh nắng lấp lánh, Minh Dương thấy nụ cười của mẹ trở nên vô cùng dịu dàng. Mẹ nói, anh con rất ngoan, rất chăm chỉ, là một người con hiếu thảo. Anh con rất thích học môn vật lý, ước mơ của anh con là có thể trở thành một nhà khoa học. Thế anh con học có giỏi không ạ? Lúc này, người trả lời cho cậu lại là bố. Bố vừa xoa đầu cậu, vừa hòa ái lên tiếng. Anh con rất thông minh, học cũng rất giỏi. Bố mẹ rất tự hào về anh của con. Đôi mắt Minh Dương vụt sáng đầy ngưỡng mộ. Cậu vội đứng lên, vui vẻ nhảy chân sáo về phía bàn học. Con đi học bài đây, con cũng phải khiến cho bố mẹ tự hào về con. Tiếng cười hồn nhiên trong sáng của Minh Dương vang khắp căn nhà nhỏ. Trên gương mặt hai người lớn cũng hiện lên niềm hạnh phúc ngọt ngào. Họ cùng nhau nhìn lên tấm ảnh cậu thiếu niên đang giơ cao tấm bằng khen trong cuộc thi học sinh giỏi môn vật lý quốc gia. Xuyên qua sắc nắng mộng ảo, xuyên qua cả những năm tháng đau thương từng có, họ như thấy được thiếu niên ấy vẫn luôn mỉm cười ngây ngô và theo dõi họ cùng Minh Dương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ mang lại những điều hữu ích cho quý vị và các bạn. Còn rất nhiều điều thú vị nữa đang chờ đón các bạn trên kênh Cùng Bạn Đọc Sách trên YouTube. Để kịp thời cập nhật, mời các bạn cùng đăng ký theo dõi kênh Cùng Bạn Đọc Sách. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.